Arthur Bitterbief sinh ngày 21 tháng 1 năm 1985 tại thành phố Kashaviut, nước Cộng hòa Dagestan của Nga, ở trong một gia đình gốc Chechnya. Bitterbief theo đạo Hồi ngay từ nhỏ, như cha mẹ của anh. Sau khi trải qua hơn 300 trận quyền Anh nghiệp dư, với thành tích 2 huy chương vàng của châu Âu và 1 huy chương vàng thế giới, Bitterbief đã quyết định chuyển hướng sang chuyên nghiệp. Cơ duyên đến với Bitterbief khi anh gặp huấn luyện viên hiện tại, người phát hiện ra khả năng và tư vấn anh theo đuổi sự nghiệp bên Canada. Bitterbief đã bay sang Montreal để hiện thực hóa giấc mơ của mình từ năm 2013, rồi nhanh chóng khẳng định tên tuổi bằng chuỗi thắng knockout liên tiếp. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về tuổi thơ, hoàn cảnh của Arthur Bitterbief, hiểu rõ hơn về võ sĩ này trong video hôm nay. Từ nhỏ, tính khí của Arthur Bitterbief đã nóng như lửa. Gia đình của Bitterbief có 4 anh em trai và anh là con út. Cả 3 anh trai của Bitterbief đều chơi boxing. Tuy vậy, anh lại tham gia môn đấu vật và sớm bị đuổi khỏi lớp học vì đánh nhau với bạn. Vấn đề xung đột với bạn học vẫn tiếp tục khi Bitterbief theo học quyền Anh. Anh từng xin được tập cùng các anh trai nhưng bị từ chối vì khó ai chịu nổi tính khí của Bitterbief. Tập với đồng môn bằng tuổi, Bitterbief vẫn gây lộn và thường xuyên bị tống ra. Bitterbief đã kể lại kỷ niệm lần đầu được tiếp xúc với quyền Anh như sau. Trước đó tôi chưa từng tập môn này, tôi chỉ thường xuyên đánh nhau trên đường phố. Họ xếp tôi đấu với một võ sĩ quyền Anh thực thụ. Ban đầu có vẻ như họ không thích cách tôi thi đấu, nhưng rồi họ lại đưa tôi đến một thời gian dài. Sau đó tôi bắt đầu chơi quyền Anh và bị môn này thu hút rất nhiều. Anh trai của Bitterbief là Abaka, người sau này trở thành huấn luyện viên quyền Anh huyền thoại của nước Nga, cố gắng giúp cho em trai ổn định tính cách của mình. Chính Abaka là người đưa ra hướng dẫn giúp Bitterbief dập tắt được cơn giận dữ, điều xảy ra hầu như hàng ngày. Huấn luyện viên Gaida Ibrahimov, một trong những sư phụ quyền Anh đời đầu của Bitterbief, đã kể: Arthur giống như kiểu hooligan vậy. Cậu ấy có thể choảng nhau với bất kỳ ai trên đường phố. Bởi vì điều này, Abaka đã luôn phải kèm cặp cậu ta khi chúng tôi đi thi đấu. Abaka sẽ giúp kiểm soát cơn giận dữ của Arthur. Khi đó, cậu ấy rất hăng máu, sẵn sàng đấu với bất kỳ ai, ngay cả khi người ta chỉ vô tình chạm vào vai của cậu ta. Cậu ta có thể quay lại, thậm chí đánh nhau vì những điều tưởng chừng là nhỏ nhặt nhất. Thời điểm đó, Bitterbief chưa bao giờ biết nhìn xa trông rộng hay tính toán đến sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi xem Olympic Sydney năm 2000 qua truyền hình, khi mới 15 tuổi, anh đã được những vận động viên Nga nổi tiếng truyền cho cảm hứng. Khi xem võ sĩ Nga thi đấu qua TV, Bitterbief đã nói với cha mẹ mình: Nếu con được tham gia Thế vận hội, con sẽ chuẩn bị đầy đủ về thể lực, chứ không rơi vào tình trạng mệt mỏi như võ sĩ kia. Gia đình Bitterbief không ủng hộ anh ngay từ đầu. Cha của Bitterbief luôn phản đối việc con trai mình theo đuổi quyền Anh một cách toàn thời gian. Ông luôn muốn con phải học đại học đàng hoàng. Trong khi đó, mẹ của Bitterbief cũng không muốn con trai mình theo đuổi môn thể thao quá tàn bạo này. Khi tôi bắt đầu tập quyền Anh, tôi đã đánh một người khiến anh ta bị thương, chảy nhiều máu mũi. Mẹ tôi đã bắt gặp và mắng tôi rất nhiều. Sao con lại có thể đánh người ta nặng đến như vậy? Khi học phổ thông tại quê nhà, Bitterbief cũng tham gia quyền Anh, nhưng anh đã không thể chuyên tâm theo đuổi cả hai. Thi thoảng tôi phải đi xa 20 ngày tham gia các trại huấn luyện hoặc thi đấu. Tôi tụt hậu với chương trình học phổ thông. Cha tôi rất không hài lòng về điều này. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Bitterbief giành được tấm huy chương đồng tại giải vô địch thiếu sinh quân thế giới năm 2001 tại Baku, Azerbaijan. Trước chuyến đi này, cha mẹ đưa cho anh 200 đô tiền tiết kiệm để mua đồng phục, dù ban đầu phản đối anh chơi giải. Với việc giành được huy chương, Bitterbief quay trở về nhà như là một nhà vô địch thực thụ. Cuối cùng điều này đã làm dịu lại thái độ của cha anh đối với việc tập quyền Anh. Bạn có thể nói rằng tôi nhận được sự ủng hộ của ông ấy. Khách đến thăm nhà, khi họ nhìn thấy chiếc huy chương nằm trong tủ, cha tôi rất tự hào. Tuy nhiên, cha của Bitterbief đã không chứng kiến được thành công lâu dài sau này của con trai. Chỉ 5 ngày sau khi hãnh diện với con trai vì tấm huy chương đồng quý giá, ông đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn. Mẹ của Bitterbief làm y tá trong một bệnh viện nhỏ tại địa phương. Cha anh là tài xế xe buýt. Khi mà vụ tai nạn giao thông xảy ra, Bitterbief khi đó chỉ mới 16 tuổi. Anh đang ở trong nhà thì nghe được thông tin quá bàng hoàng này. Một người đàn ông đã đến nhà tôi và hỏi: Có phải ông này sống ở đây không? Ông ấy đang ở trong viện. Ông ấy gặp tai nạn giao thông. Ngay lập tức chúng tôi chạy đến đó. Cha tôi đã chiến đấu cật lực để sống sót cho đến tận 7 rưỡi tối. Tai nạn xảy ra vào lúc 12 giờ trưa.
Theo như hồi ức của Peter BF, người đàn ông gây tai nạn cho cha anh lái xe trong tình trạng say rượu và xe ông ta đang trong tình trạng không tốt. Ông ta đã cố tình lái xe dù người thân của ông ta đã ngăn cản. Bánh xe của ông ấy thậm chí còn rơi ra khi ông ta lao sang làn đường ngược chiều và bi kịch xảy ra. Peter BF nhớ lại, xe của bố tôi như nổ tung. Khi cha của Peter BF nhìn thấy bánh xe bay tới, ông đã đánh vô lăng để tự mình chịu tác động và không để những người khác gặp bất trắc. Chân ông bị kẹt, tốn rất nhiều thời gian đưa ông đến viện vì không xe nào chạy qua chịu dừng lại. Họ sợ máu sẽ làm bẩn xe họ. Và khi cha của Peter BF được nhập viện, ông vẫn còn tỉnh táo. Các bác sĩ đã rất cố gắng cứu tính mạng khi cưa cụt cả chân để đưa cha của Peter BF ra. Tôi nhớ mình đã mang đoạn chân trong túi giấy bóng ra xe và mang về nhà. Nhưng cuối cùng thì cha của Peter BF vẫn qua đời vì mất máu. Sau cái chết của cha, Peter BF từng muốn bỏ quyền anh. Đó là một khoảng thời gian đầy khó khăn. Chúng tôi không còn người kiếm tiền chủ yếu nuôi gia đình. Tuy vậy, lời mời đến Moscow tham dự trường dự bị của Olympic đã giúp cho Peter BF thoát khỏi chứng trầm cảm. Mẹ tôi đã khăng khăng bắt tôi bay đến Nga tham dự ngôi trường đó. Điều đó đã kéo tôi khỏi trầm luân một đôi chút. Nhưng mỗi sáng sớm khi tôi thức dậy, suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu tôi chính là cha mẹ mình thế nào. Và rồi sau đó tôi nhận ra tôi đã không còn cha nữa. Vượt qua mọi buồn bã, Peter BF cuối cùng vẫn không từ bỏ quyền anh để rồi đạt được những thành tích ấn tượng khi thi đấu nghiệp dư. Sự nghiệp suýt bị hủy hoại bởi sai lầm của bác sĩ. Nhớ lại kỷ niệm khi ở trường dự bị Olympic, Peter BF đã cho biết sự thăng tiến của anh suýt nữa bị hủy hoại bởi sai lầm của các bác sĩ. Khi Peter BF đến Moscow, anh nhớ lại: tôi cũng giống như các vận động viên đến học tại trường đều phải trải qua quá trình khám sức khỏe. Trong suốt quá trình đó, họ đã đưa ra các chẩn đoán rất khắc nghiệt. Chẩn đoán đó đã đe dọa tương lai của tôi, khiến tôi không thể theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. Sau đó, tôi phải đến viện cùng những ông bà 70-80 tuổi trải qua các buổi kiểm tra định kỳ điều trị bổ sung. Tôi rất lo lắng. Tôi sợ rằng sự nghiệp quyền anh non trẻ của mình sẽ kết thúc tại đây. Trên hết, tôi phải trải nghiệm những điều này một thân một mình. Tôi không muốn mẹ và các anh trai tôi phải lo nghĩ và đau buồn về chuyện này. Tôi giấu kín với họ. Tôi hy vọng điều tốt nhất. Thật may mắn, sau 10 ngày điều trị, tôi được đi thăm khám và kiểm tra lại. Hóa ra chẳng có bệnh tật nào ở đây cả. Đó chỉ là một sai sót trong chẩn đoán. Hoặc là do các xét nghiệm bị nhầm lẫn hay một thứ gì đó kiểu vậy. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là tôi đã quay trở lại tập luyện. Nhưng tôi sẽ mãi không quên 10 ngày đó. Nó mãi nằm trong ký ức của tôi. How will he deal with the onslaught from the beast? In front of these fans, mauling at short distance. And hand. Uppercut. Big uppercut. He is hanged on any of the labels you want for Archer Better BF. Giờ đây, sau tất cả, Peter BF đang đạt được những kỷ lục phi thường. Anh hiện là nhà vô địch duy nhất toàn thắng bằng knockout, giữ 3 đai WBC, IBF và WBO của hạng dưới nặng. Trước mắt Peter BF chỉ còn một chiếc đai nữa, một đối thủ nữa, nhưng có lẽ cũng sẽ là thử thách lớn nhất cho đến lúc này của anh, Dmitry Bivol. Thông tin cập nhật về trận đấu sẽ thường xuyên được bình luận viên Trần Hùng gửi đến anh em. Đừng quên ấn like video để thể hiện sự ủng hộ của bạn và hãy theo dõi kênh bình luận viên Trần Hùng tin tức khám phá với rất nhiều thông tin hấp dẫn khác nữa nhé. Hẹn gặp lại trong các video sau.